Em chào các anh chị, em là Lan Rừng Thủy Cai và số điện thoại để các anh chị liên hệ đặt hàng là 0866 189 566. Em ship hàng toàn quốc và phí ship đồng giá chỉ có 30.000 đồng tiền ship thôi. Nên là các anh chị cứ hoàn toàn yên tâm về tiền ship nhé. Sau đây em cũng xin phép giới thiệu đến mặt hàng, đến các mặt hàng ngày hôm nay. Phải nói là hôm nay có quá trời là nhiều hàng luôn á. Và đầu tiên em giới thiệu với các anh chị các loại kiều, các anh chị nhé. Kiều vàng. Hiện tại kiều vàng thì cái lô hôm nay có rất là nhiều những cái thân nó đã sưng mắt nụ như thế này, hoặc có những cái thân nó đã nhú hẳn nụ lên rồi các anh chị nhé. Đấy, kiều vàng em bán với giá là 200.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó các anh chị ạ. Hoa nó rất là đẹp. Đấy, có những cái thân nó đã nhú nụ to như thế này rồi đây các anh chị đây. Đây ạ. Đấy. Có những cái thân thì nó đang sưng mắt và có những cái thân thì nhú bé bé thôi. Kiều vương cánh trắng dòng thân lùn. Nhưng mà hôm nay thì đa số là thân nó cao hơn một găng tay rồi. Thì nói chung là hôm nay là cây khá là cao, rất là đẹp và khỏe như thế này. Kiều vương cánh trắng em bán với giá là 250.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hôm nay thì có rất là nhiều dề các anh chị nhé. Kiều tím Quảng Bình, một lô lùn lùn xinh xinh rất là đẹp luôn các anh chị ạ. Kiều tím em bán 350.000 đồng một cân và 70.000 đồng một bó. Một bó tương đương mình sẽ là 2 lạng các anh chị nhé. Và hiện tại thì kiều tím nó cũng đang sưng mắt nụ, thậm chí có những cái thân nó đã nhú nụ bé bé xinh xinh, có những cái thân nó đã nhú nụ hơi to một chút xíu rồi các anh chị nhé. Em vẫn đang xả cái hàng kiều tím thân dài các anh chị ơi. Kiều tím thân dài này em xả với giá 280.000 đồng một cân. Một rề nó tương đương nó tầm khoảng là 6 lạng đổ lại các anh chị nhé. Kiều trắng va là những cái chậu như thế này. Đây này. Một chậu này cũng có tương đối là nhiều thân và có cả những cái thân đã trưởng thành rồi. Em bán kiều trắng va với giá 250.000 đồng một chậu. Kiều mỡ gà thì cũng sẽ có những cái chậu nhiều thân như thế này, cũng sẽ có những cái chậu nó ít thân hơn một chút như thế này. Đấy. Về cơ bản thì kiều mỡ gà nó là hàng thuần. Và hiện tại thì cái mắt nó cũng đang sưng mắt nụ rồi nhé. Một số thân thì nó nhú nụ rồi. Và em bán kiều mỡ gà với giá là 160.000 đồng một chậu. Em có 1 đến 2 phần giáng hương tam bảo sắc lá xếp. Cái hàng cây nó to như thế này, các anh chị ơi, cây to rất là đều nhau, em có 2 đến 3 phần đấy. Mỗi phần này là 1 cân là 200.000 đồng nhá. Ngoài ra thì em vẫn có rất là nhiều những cái cây giáng hương tam bảo sắc khác nữa, có cây đang có nụ, có cây chưa có nụ, có những cây to và có cây nhỏ. Cái loại này thì có cả to cả nhỏ. Thì em cũng bán với giá 200.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo đuôi gà tròn. Phải nói hôm nay cập bến một lô quá trời là đẹp luôn các anh chị ơi. Đây. Mặt hoa thì hàng rừng mà cũng sẽ có bông này bông kia. Cũng có bông nở rồi, có bông thì nó đang còn nụ, có bông thì nở bé bé. Tuy nhiên mặt hoa của nó thì khuôn bông của nó sẽ là như thế này các anh chị nhé. Nó là nó có cái họng đen như thế này. Đùi gà tròn nó có cái họng nhá. Đấy. Đùi gà tròn em bán với giá 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Em có 1 cân mốt, chỗ này là 1 cân mốt đùi gà dẹt này. Đấy. Đùi gà dẹt thì cũng 200.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Hoàng thảo môi tua, trời, các anh chị thấy biết không ạ? Quá trời là đẹp luôn này, em bán với giá 120.000 đồng một cân hoàng thảo môi tua, 50.000 đồng một bó, hàng rất là đẹp anh chị ạ. Sơn Thủy Tiên hàng rừng nhé, đây là Sơn Thủy Tiên hàng rừng, vừa mới cập bến thêm một lô nữa này. Sơn Thủy Tiên hàng rừng, hàng rất là đẹp luôn, em bán 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Long tu đá hoa tím. Long tu đá hoa tím thì là 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Còn đây là long tu đá hoa trắng. Đấy, hoa trắng đây. Bây giờ có cái bông thì nó đang là nụ, có bông thì nó đã nở rồi anh chị nhé. Long tu đá hoa trắng 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Giáng hương đôi chồn em bán với giá là 150.000 đồng một cân. Giáng hương đôi chồn có cả cây to, có cả cây nhỏ. Đa số là cây nhỏ nhỏ xinh xinh để mình làm giống như thế này nhé. Có cả cây to. Đấy, có vài cây nó đang có nụ nữa các anh chị ạ. Vũ nữ hoàng hậu hoa xanh, đây là một dòng lan đã từng đạt giải trong các cuộc thi hoa lan. Một chậu này có rất là nhiều thân. Hoa của nó thì dài, màu xanh và rất là sai hoa, cực kỳ là đẹp. Em bán 140.000 đồng một chậu. Lấy 3 chậu em bao ship. Hạc đỉnh trắng. Hạc đỉnh trắng em bán với giá 120.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hạc đỉnh hồng 110.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hạc đỉnh vàng 120.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Cẩm báo cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp. Cái đặc điểm của cẩm báo là cái lá của nó rất là giòn, cho nên ngay kể cả từ rừng nó cũng đã bị lỗi lá một chút xíu rồi nhé. Tuy nhiên cái lô này thì nó lỗi ít hơn các lô trước anh chị ạ. Em bán 200.000 đồng một cân cẩm báo, 50.000 đồng một bó. Lan hải yến lá xếp
cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp. Hải Yến là xếp em bán là 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hàng Lạc cũng mới cập bến thêm một lô mới này. Đó, hiện tại thì đang có một số nó đang có nụ như thế này. Đấy. Hoàng Lạp em bán với giá là 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó Hoàng Lạp này. Hoàng Thảo U Lồi hay còn gọi là Hoàng Thảo Ngũ Tinh, cái lô hôm nay rất là đẹp luôn. Hiện tại đang có rất là nhiều nụ nữa nhé các anh chị ơi. Đấy, lô hôm nay rất là nhiều nụ. Ngoài ra thì mầm gốc nó cũng đã lên rất là khỏe rồi. Và cái cây thì ngắn ngắn xinh xinh như thế này, mình sẽ được lợi cân hơn rất là nhiều. Cái lô U Lồi hôm nay thì chính vì là hàng chọn cho nên là em nhập giá nó nhỉnh hơn một chút xíu, 280.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó các anh chị nhé. Ở Trúc Phật Bà, một dòng lan nở hoa chuẩn vào Tết cho các anh chị luôn. Chính vì vậy bây giờ Trúc Phật Bà nó chỉ có những cái mầm gốc thôi các anh chị nhé. Về cơ bản là bây giờ là những cái mầm gốc ạ. Em bán với giá 500.000 đồng một cân Trúc Phật Bà và 50.000 đồng một bó. Đôi khi là có những cái rề là nó đã đủ một lạng là một bó rồi đấy. Một bó tức là một lạng các anh chị nhé, 50.000 đồng. Đây là U Lồi và Trúc Phật Bà là hai cái mặt hoa phải nói là quá là xuất sắc luôn. Và các anh chị rất là muốn chinh phục nó đúng không ạ? Chuỗi ngọc. Chuỗi ngọc thì em còn một ít thôi, các chị ơi. Chuỗi ngọc thì em xả hàng 100.000 đồng một cân. Hiện tại chuỗi ngọc những cái thân dài của nó sẽ teo vào nhé, tại vì nó tàn hoa rồi, nó sẽ teo vào để đẩy dưỡng chất, để đẩy những cái mầm gốc lên như thế này, nuôi những cái mầm gốc nhé. Đấy, bây giờ mình chủ yếu mầm gốc thôi, 100.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó. Đây là cái giá em thanh lý thôi nhé, các anh chị nhé. Đấy. Tiếp đến nữa đó chính là nhất điểm hồng. Tiếp đến là nhất điểm hồng, trời ơi hoa của nó thơm lắm các anh chị ạ. Trời ơi, thơm lắm mà mặt hoa rất là đẹp luôn. Em xả hàng 100.000 đồng một cân nhất điểm hồng, 50.000 đồng một bó. Em còn một ít dáng hương đôi cáo, cái hàng kg thì cây nó nhỏ nhỏ như thế này. Chỗ này chắc tầm khoảng 3-4 lạng, 4 lạng gì đó. Thì em thanh lý xả hàng tất cả cái chỗ này 50.000 nhé, quá là rẻ luôn đấy ạ. Dáng hương đôi sóc, cây lá xếp hiện tại thì có rất là nhiều cây nó đang có nụ như thế này đây các anh chị này. Có những cây nụ to, có những cây nụ nhỏ. Đấy, dáng hương đuôi sóc em bán với giá là 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó ạ. Đa số là những cây lá tía, lá tím như thế này rất là đẹp luôn. Lan phượng vĩ, một số cây nó đang nhú nụ như thế này rồi nhé. Phượng vĩ lẫn với một chút hoàng thảo Thái Bình. Lâu lắm rồi không bán hoàng thảo Thái Bình luôn các anh chị. Phượng vĩ em bán với giá 140.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó nhé. Đây là đai châu Thái, cái loại chậu. Đai châu Thái loại chậu là cái loại lá mít các anh chị nhé, mít xếp. Em bán 130.000 đồng một chậu. Còn đây là đai châu Thái, cái hàng kg thì cũng có rất là nhiều màu và em không phân biệt được màu. 350.000 đồng một cân đai châu Thái hàng kg. Đai châu rừng bóc trụ thì là em bán với giá là 210.000 đồng một cân. Các anh chị có thể mua lẻ theo cây nhé. Hàng thảo kèn là chuẩn hoa cho các anh chị luôn đấy các anh chị ơi. Đấy, hiện tại một số đang có nụ to, một số nụ nhỏ. Một số nó đã nở hoa như thế này. Và một số thì nó cũng chưa có nụ. Đấy, nói chung là chuẩn kèn cho các anh chị luôn. Hoàng thảo kèn đây là một dòng lan mà các anh chị rất là thích chinh phục nó đúng không ạ? Bởi cái mặt hoa nó đẹp và cái dòng này thường thường nó nở chuẩn Tết luôn á, mầm gốc cũng đang lên rất là nhiều. Em bán kèn với giá là 450.000 đồng một cân, 45.000 đồng một lạng. Em cũng vừa mới cập bến thêm một lô ngọc thạch ba màu mới nữa. Nói chung là ngọc thạch ba màu những cái lô này nói chung quá là chất lượng luôn, thân nó mập, nó cao và đặc biệt là hiện tại nó đang sưng mắt nụ, một số thì nó cũng đang bắt đầu nhú nụ rồi. Ngọc thạch ba màu hoa nó rất là đẹp, một dòng lan dễ thuần, hoa siêu rất là sai hoa. Ngọc thạch ba màu em bán 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hoàng thảo vôi cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp và rất là thơm. Hiện tại hoàng thảo vôi đang bắt đầu lên những cái mầm gốc và thậm chí có cả ki nữa. Vôi em bán với giá 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Về bổ sung thêm một lô long tu xuân mới, nhưng mà nói chung nó cũng có ít thôi các chị. Đấy. Hiện tại thì mầm gốc nó cũng đang lên, long tu xuân hoa rất là đẹp, 250.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Có cả những cái thân nó lùn hơn nhé, những cái thân lùn nó rơi vào tầm khoảng một găng tay đổ lại cũng có ạ. Ý thảo ba màu, một dòng lan có mặt hoa đẹp và cái lô ý thảo ba màu hôm nay nó rất là đẹp luôn, thân nó mập dài, nhiều thân dài mập. Đặc biệt là nó đang nhú nụ nhé các anh chị ơi. Nó đang sưng mắt nụ hoặc là nó đang nhú nụ như thế này rồi đây này các anh chị này. Đấy, ngọc thạch ba màu hoa nó rất là đẹp. Em bán với giá 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó ngọc thạch ý thảo ba màu. Địa lan Mạc Xuân 100.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Lan Ý Ngọc cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp, hoa nó màu trắng, họng tím, rất là sai hoa. Ý Ngọc cũng đang sưng mắt nụ và một số thân thì nó cũng đã nhú hẳn nụ rồi các anh chị nhé.
Đây này, một số thân nó đã nhú hẳn nụ như thế này rồi đây này. Ý Ngọc em bán với giá 180.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Hạc Vĩ Bắc. Các anh chị cũng biết rồi, đây là một dòng lan rất là dễ thuần, vứt đâu cũng sống, các anh chị không cần phải chăm sóc mất công quá là nhiều đúng không ạ? Hạc Vĩ Bắc em bán với giá 200.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Vanda Kim, một dòng lan có mặt hoa đẹp và rất là sai hoa. Em bán 160.000 đồng một cân Vanda Kim, 50.000 đồng một bó. Lan cát thì có rất là nhiều thân như thế này, một chậu cát phải nói quá trời là chất lượng luôn các anh chị này. Đấy, siêu nhiều thân. Chậu này mà khi mà sang chậu to các anh chị toàn phải mua 250 một chậu đấy. Bây giờ em bán với giá chỉ có 140.000 đồng một chậu lan cát thôi nhá. Hoa nó rất là đẹp. Em có hai cái chậu cát trắng kim cương. Đây là chậu này, chậu to, nhà vườn người ta đã sang chậu to như thế này rồi. Cho nên là cái chậu cát trắng kim cương này em bán với giá là 240.000 đồng một chậu. Cái dòng cát trắng kim cương này hoa nó thơm lắm các anh chị ạ. Bông nó to và đẹp. Đơn cam cũng là một trong top những cái dòng lan quý hiếm và không phải lúc nào cũng có đâu các anh chị ạ. Cái lô này á em phải đặt từ sau Tết đến giờ mới có được một lô này thôi nhé các anh chị ơi. Đấy, mặt hoa đơn cam đây. Hiện tại thì cũng có nhiều cây đang có nụ, có nhiều cây thì nó chưa có nụ. Và đơn cam thì có cả cây bé bé xinh xinh như thế này nữa này các anh chị nhá. Đấy, khi mà nhặt hàng thì là em cũng sẽ nhặt solo cho các anh chị thôi. Tại vì cái dòng này không thể chọn được đâu ạ. Đấy, có cả dài có cả ngắn như vậy. Lưu ý cho em về cái đặc điểm đơn cam nhé. Em bán với giá là 700.000 đồng một cân và 70.000 đồng một lạng đơn cam. Kim Điệp Xuân, hàng đẹp luôn này các anh chị. Đấy, em bán với giá 150.000 đồng một cân, 50.000 đồng một bó. Còn đây là những cái chậu Kim Điệp Xuân hàng đã thuần như thế này. Một chậu này cũng sẽ có nhiều thân đang nụ hoặc đang hoa như thế này. Trời ơi, các anh chị thấy không? Mặt hoa của Kim Điệp Xuân nó quá là rực rỡ luôn này. Vẫn còn nụ nữa này. Đó, Kim Điệp Xuân một chậu này rất là đẹp, em bán với giá 130.000 đồng một chậu Kim Điệp Xuân các anh chị nhé. Trầm Bờ Lu hiện tại thì nó cũng đã gần tàn hoa rồi, đây là mặt hoa của Trầm Bờ Lu này rất là thơm sai hoa. Đấy, có bông nó đã tàn hoa rồi, có bông thì nó vẫn chưa tàn đâu. Nhưng mà có thể những cái bông này gửi đi cho các anh chị là nó cũng sẽ bị tàn hoa. Đấy, tại vì bây giờ nó cũng cuối mùa rồi, gần tàn rồi các anh chị ạ. Đây, mầm gốc nó đang lên này. Em đều ghi tên vào các chậu rồi nên là các anh chị yên tâm là kể cả nó tàn hoa thì nó vẫn cứ là chuẩn giống cho các anh chị luôn. Đấy, mầm gốc đang lên hết rồi nhá. Trầm Bờ Lu em xả hàng với cái giá 120.000 đồng một chậu thôi nhá. 120.000 đồng một chậu Trầm Bờ Lu, hoa rất là thơm, đẹp. Hoàng Phi Hạc Mắt Đen thì em cũng chỉ còn vài bảng thôi các anh chị nhá. Cái dòng này hoa vàng mắt đen rất là đẹp luôn và cũng không phải lúc nào cũng có hàng đâu. Đấy, một bảng trung bình nó sẽ tầm tầm như thế này này. Đấy, cho các anh chị. Đấy. Hoàng Phi Hạc Mắt Đen em bán với giá 150.000 đồng một bảng. Lấy 3 bảng em bao ship. Đại Bạch Long thì hiện tại nó cũng đang lên mầm gốc hết rồi đây các anh chị này. Và một số thì nó đang có nụ bé như thế này, một số nó đã tàn hoa. Cơ bản là chuẩn mặt hoa cho các anh chị. Tại vì sao ạ? Những cái chậu nó đã tàn hoa thì em đều đã ghi tên hết rồi các anh chị nhá. Đại Bạch Long bông nó to, rất là thơm và siêu hoa luôn. Đấy, hoa nó màu trắng tinh nhá. Em bán với giá là 70.000 đồng một chậu Đại Bạch Long một thân và 130.000 đồng một chậu Đại Bạch Long có hai thân, còn vài chậu thôi. Trầm cổ em cũng chỉ còn vài chậu thôi các anh chị nhé. Và em xả hàng trầm cổ với giá 130.000 đồng một chậu. Có chậu thì đang nụ như thế này. Có thân đang nụ, cũng có thân là có cả nụ cả ki. Và đồng thời nó đều đã lên mầm gốc hết như thế này rồi. Bông nó rất là đẹp các anh chị ơi. Thân nó mập này, cao. 130.000 đồng một chậu trầm cổ. Hoa nhạn tháng 4. Thì cây nó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi các anh chị ơi. Cái đặc điểm của nó là vậy, nó ít cây to lắm. Đây em để đây mà nó còn lên được cả nụ cả rễ rồi các anh chị này. Đấy. Đây này, rễ nó rất là khỏe luôn. Chứ không phải là nó bé là nó yếu đâu nhá. Hàng rừng sức sống của nó rất là mãnh liệt này. Đây này, bộ rễ của nó khỏe chưa? Đấy, có cả nụ có cả rễ luôn này. Đấy. Cái bé tí thôi nó vẫn lên nụ bình thường. Anh chị ạ, em bán với giá là 4-5.000 đồng một lạng hoàng nhạn tháng 4. Quế tím cũng là một dòng lan có mặt hoa đẹp. Quế tím đây các anh chị này. Em bán 170.000 đồng một cân và 50.000 đồng một bó quế tím. Còn đây là đây là kim điệp thơm hay còn gọi là kim điệp nhựa, kim điệp sáp các anh chị ơi. Cái dòng này thì em vẫn bán với giá là 180.000. Tuy nhiên bây giờ em bán với cái giá thanh lý để cho các anh chị vào vườn thôi nhé. Cái này hoàn toàn vào vườn vô tư ạ. 120.000 đồng một cân kim điệp thơm, 50.000 đồng một bó. Chấp Mỹ em còn vài chậu em xả hàng nốt nhé các anh chị ơi. Đây mặt hoa của chấp Mỹ này rất là đẹp. Đặc biệt là nó thơm lắm các anh chị ạ. Hiện tại thì nó đều đang lên mầm gốc hết rồi. Chấp Mỹ xả hàng 50.000 đồng một chậu nhé. Hài Jacky cây to, hoa xanh các anh chị nhé. Hoa nó màu xanh ạ. Hài Jacky này em bán 30.000 đồng một cây. Lấy 5 cây em bao ship.
Hai hàng những cái chậu này là cây nhỡ. Chậu có 2 cây là 550 một chậu, bao ship. Chậu có 3 cây là 700.000 đồng một chậu, bao ship. Nhưng mà cái chậu có 3 cây này nó bị lỗi lá rồi, cho nên là em cũng xả hàng với giá là 550. Hai hương thì những cái chậu mà có 1 cây thì là 90.000, những chậu có 2 cây như thế này sẽ là 110.000 đồng. Hai trần liên, chậu có 1 cây 90.000, chậu có 2 cây cũng là 110.000 đồng. Hai vân nam, hàng rừng, không phải hàng cấy đâu nhé các anh chị nhé. Hải Vân Nam chuẩn rừng cho các anh chị, hiện tại nó đang có nụ này. Đấy, Hải Vân Nam chậu có 1 cây sẽ là 200.000, chậu 2 cây sẽ là 250.000. Hải Vân Bắc, những chậu có 2 cây như thế này sẽ là 280.000 đồng. Hải Mau đi đỏ, em chỉ còn những cái chậu có 1 cây thôi, 280.000 đồng một chậu. Hải Mau đi xanh, chậu 1 cây là 200.000, chậu 2 cây 350, chậu 3 cây là 380. Đấy, đây là những cái chậu có 2 cây này, cây nó cũng rất là to. Chậu 3 cây cũng kiểu như thế này và cây nó cũng to như này. Hai táo chậu to này, cái cây này nó đang có nụ này các anh chị. Đấy, hai táo chậu to này em bán với giá là 180.000. Hai táo chậu nhỏ, những cái chậu như thế này là 90.000 nhá. Hai gấm 90.000 một chậu. Hai mốc hồng 90.000 đồng một chậu. Hai cúc quy 90.000 đồng một chậu. Hai henry 90.000 đồng một chậu. Đó là một số dòng lan hôm nay nhà em có. Em xin kết thúc video tại đây. Em chào các anh chị.